mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây hải châu lá nhỏ, tàn rinh thiên nhiên. Cây sống khỏe. Cây này có mã số là 948. Có số đo hoành gốc tổng hoành nha là 46. Chiều cao của cây là 40. Chiều rộng của tán là 80. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 32. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình 2500k bao ship luôn chậu, chậu men xanh. Cây sống khỏe nha. Cái này có mã số là 948. 2500k bao ship luôn chậu. Hải châu lá nhỏ, tàn rinh thiên nhiên. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.